Trong lòng bàn tay của chị hiện nay á, thì em lại thấy chị có một cánh hoa lọc do thiên tạo rất là đẹp. Từ đây tới sang năm á, chị có thể có một lọc bất ngờ. và chị thử thời mua ít tờ vé số xem sau nha. Bàn tay của chị á, thì em lại thấy chị nhờ phước đức ba đời rất là dày nè. Cho nên là chị hết thì lại có, mà với thì lại đầy. Cho ơn trên không bao giờ để cho chị phải tốn thiếu về vấn đề tài chính cả nha. Tính chị thì sống rất đạo đức, hiền, ngay thẳng, lương thiện, trung trực nhưng mà hơi nóng tính nóng tính ở đây, chị cũng cần cố gắng là khắc phục. Cho nhiều lúc nóng tính quá, đâm ra mất lòng với nhiều người thì sẽ không tốt nha. Còn chị thì có một cặp mắt nhìn đời rất là tốt, tin tưởng nè và có trực giác rất là hay. Ai tốt, ai xấu này kia khác nọ thì chị nhìn vào chị sẽ biết ngay. Về trên con đường hôn nhân và hạnh phúc của chị á, thì sau này chị gặp chồng có địa vị nè, chồng thương yêu và chiều chuộng, lo lắng cho chị từng ly từng tí. Còn chị thì sống rất hạnh phúc và chung thủy. Nhưng hậu vận thì hai vợ chồng hơi khắc khẩu, chị cần cố gắng nhường nhịn cho gia đình yên vui và hạnh phúc hơn. Bàn tay của chị thì em lại thấy có những ô vuông nè, chứng tỏ tâm tu và hướng thiện của chị rất là tốt. Chị hay làm lành và làm phước, cho nên sau này mà chị có ước mơ gì thì thành công sẽ đến với chị quá tầm ước nha. Còn năm nay thì chị sẽ làm ăn nè, sẽ đẹp hơn là 4 năm qua rất là nhiều nè và nếu mà thành công mỹ mãn và công thành danh toại luôn á, là chị phải chờ tới năm sủ và năm dần nha về trên con đường tri thức á, thì em lại thấy chị rất là thông minh nè học cao hiểu rộng chị học một nghề chị có thể sử dụng được cả hai ba nghiệp nha bàn tay của chị thì hoa tay em thấy cũng rất là đầy nè cho thấy rằng chị có duyên kinh doanh với nghề nghiệp cũng đều phát triển rất là tốt ở trên lòng bàn tay của chị bàn tay của chị á, đúng duyên á, chị phải làm thầy và làm chủ và về sau này chị sẽ có hai cơ sở lớn và chị là có mạng là chỉ tay năm ngón thôi chứ không cao lao động cực nhọc thân thể nha và đường mạng đạo của chị thì em lại thấy rất vững và hằng sâu cho thấy rằng chị không có đâu bệnh hay lỡ miếu gì cả nhưng nhìn về trước kia thì cho thấy rằng chị đã từng gặp nạn rồi nè cho nên là ở đây chị đã qua khỏi là chị nhờ phước đức của tổ tiên để lại rất là nhiều nha và bàn tay của chị thì em lại thấy chị nên phóng sanh thêm nè để cho mình được suôn sẻ trên công ăn việc làm hay là mình cũng suôn sẻ trên con đường mạng đạo của mình nhé và bằng tay của chị thì em lại thấy chị sống rất là có hiểu với cha mẹ nè nặng cánh gia đình thương cha thương mẹ lo lắng cho cha mẹ đủ điều luôn cho nên là cũ huyền nó rất là hoan hỷ về chị nè luôn theo phù hộ độ trì cho chị là chính vị còn hoàng thiên hậu thổ trong nhà trong cửa thì phù hộ độ trì cho chị là ba vị nè ở đây chị cần cố gắng là nhan khoái thêm cho chư vị vào những ngày môn rằm tứ quý để cho chư vị hoan hỷ phù hộ độ trì cho chị suốt cuộc đời còn lại nhé. Và lòng bàn tay của chị hiện nay á, thì em lại thấy chị có một chú cá chép đang vượt long môn để hóa rồng. Cho thấy rằng từ đây tới sang năm chị sẽ được lên lương và lên chức rất là lớn. Còn cuối tâm đạo chị lại có một ngôi sao may mắn cho thấy từ đây tới cuối năm á, chị mơ được ước thấy. Ví dụ như là chị đang mơ ước mua một căn nhà hay là một miếng đất hay là một chiếc xe để đi lại. Thì trong những cái món này chị thực hiện mua được một món hoặc là mua hết các món này. Thì đó được gọi là mơ được ước thấy chị nha. Bàn tay chị thì có hai con đường xuất cảnh cho thấy sau này chị có ước mơ đi du lịch hay là định cư nước ngoài để sinh sống hay là du học hoặc là làm ăn đều được như nguyện vọng nha. Chị đã không mơ ước thì thôi chứ một khi chị đã mơ ước rồi là chị sẽ được đi và cuối đường màn đạo thì em lại thấy chị có hai vong theo một nam một nữ ở đây em không biết rằng trước kia chị có hư thai hay là xa xuất hay là phá bỏ thai nhi khi còn trong bụng mẹ hay không chứ hiện nay em thấy hai vong này đang theo chị rất là nhiều nè ở đây chị cần cố gắng là cũng gửi hai vị này vào am thờ miếu tự để cho hai vị này trú ngự chứ nếu không hai vị này đi theo chị hoài như vậy sẽ làm cho chị là thân tâm bất an hoang mang và lo lắng nhiều lúc tác động vào quá làm cho vợ chồng hay gây gỗ mà con cái thì hay đau bệnh mà công ăn việc làm của chị nó lại không được ổn định ở đây cũng do hai vong này tác động vào nhiều lúc làm cho chị á đang vui bỗng nhiên lại hóa buồn mà đang hiền bỗng nhiên lại hóa dữ mà chị không biết cớ sự làm sao bởi vậy chị cần cố gắng là cũng gửi hai vị này vào âm thờ yếu tự càng sớm càng tốt cho nếu để lâu này á còn làm ảnh hưởng tới con đường mạng thọ của chúng ta sau này nữa nha âm có siêu dương mới thới chị mới làm ăn ra được. Còn bàn tay của chị ấy, thì em lại thấy kim tinh, thủy tinh, mộc tinh rất đầy và dày cho thấy rằng phước chị dư. Cho nên hậu vận về sau này nè chị sẽ giàu về đại phú luôn. Chị không giàu thì thôi, nhưng một khi đã giàu rồi thì giàu nứt vách đổ tường luôn. Còn xem về đường con cái ấy, thì em lại thấy chị nhờ được bốn người con nha. Hậu vận sau này bốn người con sẽ có hiếu với chị khi chị về già. Mà nếu mà hiện nay ấy, chị không đủ bốn người con á thì chị sẽ nhờ thêm rễ hoặc là dâu và cháu nội cháu ngoại miễn sao trong dàn con cháu này có bốn người có hiếu với chị rất là nhiều nha còn nói đến năm xuôi tháng hạn trên bàn tay chị thì cho thấy chị sẽ xuôi vào tháng 10 âm lịch trong tháng 10 âm lịch này nếu có ai rủ chị đi bơi lội sông hồ biển nước á, thì chị không nên đi nè và có ai reo rắc thị phi lời qua tiếng lại kiếm chuyện gây gỗ với chị á, thì chị cũng nên nhường nhịn và xe cộ tới lui á, chị phải dòm trước ngó sau, đừng có đi mau đừng có đi vội quá đó là tháng 10 âm lịch nhớ nha chị còn à, bàn tay của chị thì em lại thấy tuổi thọ trên bàn tay của chị sẽ là 82 tuổi nhưng chị biết tu nhân và tích đất chịu khó làm lành và phóng sanh thêm á, thì em lại sẽ thấy chị sẽ sống là 86 tuổi nha tổng quản là bàn tay của chị thì em lại thấy âm phò dương trợ quý nhân giúp đỡ bàn tay của chị hiện nay cũng như thân cây đang đâm chồi nảy lọc và trổ hoa rất là đẹp và quý nhân giúp đỡ trợ sức cho chị về sau á chị sẽ có hai cơ sở lớn nè, chị sẽ làm thầy làm chủ. Và trong lòng bàn tay của chị hiện nay á thì em thấy tài độc đức rất là song toàn cho nên ở đây á chị cần cố gắng làm thêm ít việc thiện nữa để cho con đường công danh sự nghiệp của mình nó vững vàng, nó yên ổn hơn, gia đình được hạnh phúc hơn với chị. Rồi em đã xem xong bàn tay cho chị, có gì thắc mắc á chị vui lòng comment hoặc nhắn tin cho em. Còn hôm nay em xin chào và hẹn gặp lại chị trong những video tiếp theo.